cảm ơn chị và các bạn đang xem kênh của chị Thảo nha. Hello đi con, hello đi. Hello, hello, xin chào cô chú anh chị nha. Ghét gì hả Long? Hi, xin chào cô chú anh chị và các bạn đang xem kênh của Thảo nha. Thì hiện tại là mình đang có mặt tại 249 đường số 14 cho Suối Nghệ, Châu Đức, Bà Rịa Vũng Tàu. Thì ở trước mặt cả nhà đây là đồi cừu. Thì đồi cừu Suối Nghệ này thì hiện tại đang rất là hot ở trên mạng, cũng như là rất là thu hút được rất là nhiều giới trẻ đến đây để mà tham quan chụp hình. Thì ở đây rất là nhiều cừu luôn. Ở đây thì hôm qua thì mình có hỏi thì có một cái anh đó, anh nói là giá vé là 20.000 một người, nhưng mà nãy giờ mình tới thì mình chưa có thấy ai thu vé hay gì hết. Cho nên bây giờ mình sẽ đi tham quan qua cho cả nhà trước, sau đó thì lát nữa mình sẽ hỏi thêm cái giá vé, rồi sau đó mình sẽ nói cho cô chú anh chị cùng biết nha. Thì đây rất là nhiều cừu luôn. Trời ơi, cừu lớn cừu nhỏ đây rất là nhiều. Và có một cái anh này là giống như là ảnh là chuyên kiểu như là chăn cái bầy cừu này nè. Đó, ảnh đang đi tới để anh lấy cừu gửi nha. Đó, mình tới đây thì mình có thể chụp hình. Và mình đi cái giờ này là tầm khoảng 9-10 giờ sáng. Và hôm nay thì trời được cái là trời hơi mát, cho nên là mình có thể là tham quan chụp hình được dễ hơn. Còn nếu mà đi trúng cái ngày nắng á, thì sợ ra đây nó sẽ rất là nắng. Tại vì ở đây không có cây cối, nó chỉ là cái cánh đồng bình thường thôi. Cho nên là cả nhà đi thì có thể là lựa cái thời gian thích hợp để mà mình đi, mình có thể là vui chơi chụp hình nó thoải mái hơn. Đây thì bây giờ mình sẽ đi qua bên phía bên này, mình qua cho cả nhà cùng xem nha. Wow, trời ơi. Ủa sao có con này nó không có lông kìa. Rất là nhiều cừu luôn. Này giống như là anh này ảnh nuôi cừu ở đâu đó. Thì giống như mình có hỏi trước khi mình tới, thì ảnh nói là mình đến đây lúc nào thì mình cũng sẽ gặp được cừu như vậy. Chỉ có khi nào mà trời mưa thì ảnh mới lại lùa cừu về trong chuồng thôi. Còn lại trời nắng thì ngày nào ảnh cũng sẽ thả ra đây hết. Cho nên là mình đến khung giờ nào thì mình cũng có thể là có thể chụp hình với cừu được nha cả nhà. Đó. Này, có con cừu này cái lông nó đẹp cái nè. Rất là nhiều luôn á. Ở đây thì ngoài mình chụp hình với cừu ra thì mình có thể là chụp hình với lại kiểu như là rừng núi nữa kìa cả nhà. Phía sau cái cánh đồng này là một cái ngọn núi rất là cao luôn và rất là đẹp. Thì mình chụp hình ở đây thì mình có thể là thấy được rừng núi cánh đồng rồi luôn. Đó. Ở khu này, ở đây trước đây chỉ là một cái cánh đồng mà cái khu đất trống rất là khô cằn. Và từ xong rồi từ đây thì các hộ dân là bắt đầu là chăn thả cừu cánh đồng này. Ở đây là cánh đồng Suối Nghệ, thì cho nên là sau này kiểu như là thấy thu hút được, cũng có cừu đây cũng đẹp, cũng thu hút được nhiều khách du lịch đó. Cho nên là quyết định là mở ra một cái đồi cừu này luôn. Và thật sự là mình hôm nay mình tới đây, ngày thường mà ở đây rất là đông, cho nên là ở đây cũng khá là nổi tiếng đó. Cho nên nếu mà bạn nào có đến Vũng Tàu hay Bà Rịa gì đó thì có thể là đến đây để mà mình chụp hình quá nè. Trời ơi, cái con này nó có cái lông màu này nữa. Không biết nó có cắn không ta. Hello. À, ở đây ngoài ra là có cỏ nữa nè cả nhà. Ngoài ăn có cái cỏ cho nó ăn nữa nè. Có cái cỏ này. Cái này hơi khô. Ăn đi, ăn đi nè. Ăn đi. Mắc cỡ hả? Mắc cỡ hả? Mắc cỡ hả? Mắc cỡ hả? Ê, ăn đi nè. Có con thì sẽ có một màu trắng trắng, còn cái này thì sẽ có cái màu nâu nâu nè cả nhà. Đó, cái tai nó màu nâu nè, cái trên lưng nó cũng có cái đốm nâu luôn. Khô quá ăn không được hả? Ăn đi nè. Ê, ăn đi. Này giống như cỏ sữa này cả nhà, mình thấy ngoài cho thả đây cho nó ăn cỏ, tự ăn cỏ này. Ngoài ra là mình thấy có chặt cỏ sữa để mà ở đây cho cừu nó ăn nữa nè cả nhà. Bây giờ thì mình sẽ đi qua cái bầy cừu bên kia nha. Bên kia thì mình thấy là cừu con rất là nhiều kìa. Đó, anh đó thì ảnh sẽ canh kiểu như là cũng canh cái bầy cừu này á. Con nào mà nó đi ra sai thì ảnh sẽ lùa tới cho nó đứng nguyên một cái gì đó. Này. Trời, cái lông nó đẹp ha. Lần đầu tiên mà mình có thể là kiểu như là đứng gần một cái kiểu như là ở gần quan sát như vậy á. Đó. Ê. Không quan tâm luôn ta. Nè. Nó cho nó ăn kìa. À, anh cho nó ăn kìa.
lâu lâu là mình thấy ảnh có hình giống như là cám á, cả nhà mình thấy ảnh có rải cám cho ăn á, quá chừng luôn nè. Ô trời ơi, tới đây mà chụp hình rồi rải là rất là đã luôn á cả nhà. Mà bây giờ mình sẽ đi tới qua phía bên này nha. Đi mình tới mình phía bên này. Ở đây thì ngoài các bạn trẻ có thể tới đây chụp hình, ngoài ra mình thấy cũng có rất là nhiều cặp đôi đến đây để mà chụp hình cưới đó cả nhà. Thì ở đây là gồm 3 đàn cừu và chăn thả mỗi đàn là khoảng là 150 con. Thì con nào nó cũng sẽ có cái bộ lông trắng như vậy hết. Nói chung là nhìn rất là đẹp luôn á. Có một cái... trời ơi, nhìn đẹp lắm luôn. Ở đây là theo mình biết là có thêm vài chú ngựa nữa cả nhà. Giống như là để cho mình có thể là đến đây mình trải nghiệm, mình có thể là không biết là có cho cưỡi ngựa hay không, nhưng mà ở phía xa là mình thấy có ngựa. Bây giờ mình sẽ quay cừu xong rồi lát nữa mình sẽ tới chỗ cái anh đó, anh đang có hai con ngựa đó kìa. Mình sẽ quay cho cả nhà cùng xem nha. Với lại có một cái điều là cần lưu ý là khi mình tới đây á, thì khi mà mình chụp ảnh á, thì mình có giống như là kiểu mình cũng đừng có tùy tiện vào để mình chụp liền, tại vì nhiều khi nó sợ á. Cái này là có thể là mình nhờ sự trợ giúp của cái người mà chăn cừu á, để ảnh có thể là lùa vào một đàn mình chụp cho nó dễ hơn. Còn nếu mà mình tới đây kiểu như mình tự mình xông vào mình ấy thì nhiều khi nó sợ thì nó sẽ ấy đó. Cho nên là khi mình tới đây ví dụ mình muốn chụp hình hay gì thì mình có thể là nhờ cái anh có người ở đây để chăn cừu á, mình có thể chụp hình. Bây giờ thì mình sẽ đi qua chỗ con ngựa bên kia nha. Có bên kia có một chú ngựa, hai chú ngựa luôn. Mình sẽ qua bên đó mình qua cho cả nhà cùng xem ha. Thời gian mà ở đây mở cửa là từ 7 giờ tới 20 giờ nha cả nhà, tất cả các ngày trong tuần luôn. Đó thì các bạn lên trang web có thể search ra thì sẽ thấy được một số điện thoại của cái anh đó, thì mình có thể là gọi hỏi thăm trước khi mình tới. Ví dụ mình hỏi là hôm nay ở đây có mưa hay không, có cừu hay không, chứ để nhiều khi mình tới đây trời mưa không có cừu quá thì mất công lại tốn thời gian đi về. Đó. Đây ơi, có con này sao nó không có, chắc là bị rụng lông hay là nó là tơ ta. Nó có con này mắc cừu không có lông nè. Đó, hôm nay cả nhà thấy không, hôm nay rất là đông luôn, toàn là những cái đoàn xe khách du lịch á đến đây để mà tham quan chụp hình. Hên là mình đi hôm nay là không có bị nắng quá cho nên là mình có thể là thoải mái để chụp hình, mình quay phim luôn. Chứ còn nếu mà bình thường tới đây mà cả nhà nhìn đi nó nắng á, thì mình chụp những bức hình là nó không có đẹp. Đó, cho nên hôm nay mình đi rất là hên là không có nắng mà cũng không có mưa, nói chung là trời ui ui. Đây, rất là nhiều luôn á. À, mà có mắc cừu nãy thì đặc biệt nhất có cái con này nó không có lông, nó trụi 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 vậy đó. Ê, có cả nhà thấy có một cái con này nè, nó có hai cái màu này cả nhà, màu nâu bên kia nữa kìa, bên này đó. À, hôm nay hơi dơ nè đó. À, ở đây là đất nó hơi sình đó cả nhà, đó, giống như đó. Bên này có một con này nó màu nâu rồi cả nhà, cả ở cái nửa thân trên màu nâu, nửa dưới màu trắng rồi cả nhà. À, ô cái đầu nó màu nâu nè. Hello bạn cừu. Hello. Ăn no chưa? Không quan tâm luôn ta. Ê, con ngựa kìa. Anh nó dí ngựa chạy. Ở đây giống như là nuôi ngựa để cho mình, giống như mình tới đây mình có thể là tham quan á cả nhà. Mình không hình như là anh có tham quan. Để mình tham quan á, mình thấy là anh lùa cái con cừu ấy kia rồi. Ôi nè, đây nè, anh đang lùa nè. Sao con này nó không có lông nè. Ôi, đứng lên không có nằm. À, nếu nó nằm á, anh không cho nằm, anh bắt đứng lên. Tại kiểu giống như đứng lên cho nó đẹp á. Con này dễ thương nè. Ôi, đẹp quá à. Ủa anh, bài, cho em hỏi bài cừu này của mình đó hả anh? Ủa anh, ai là người thu vé ở đây ta? Sao em vậy? Không thấy thu vé gì hết ha? Có cái chị... Có
có chị đội nón lá ở trong trong nước. Dạ, vậy là bao nhiêu một vé anh ha? Một người 20. Dạ, là ngày nào anh cũng thả ra đây hay sao anh? Ngày nào cũng ra đi chơi. Dạ, ngày nào cũng ra đi chơi. Mình ở gần đây không ạ? À? Rồi ở chuồng đó. À, xong rồi mưa hay gì là anh lùi vô chuồng đó. Đúng rồi, mưa lùi vô chuồng. Rồi. Cái này mình nuôi rồi lần lần nó sinh sản ra nó nhiều hơn đúng không anh? Tăng đàn lên. Anh như cái con này là nó mới đẻ đúng không anh? Nhưng còn nhỏ đúng không? Hay là tháng rưỡi. Ồ, tháng rưỡi ha. Tại nó mất mẹ hơn 2 tuần rồi. Dạ. Mẹ nó chết hơn 2 tuần rồi thành ra nó hơi yếu. Dạ. Nhưng mấy con nó cùng lứa với nó, có một con nhỏ cái đầu đen đen ngoài đó đó. Dạ. Đó cũng cùng lứa với nó nhưng mà lớn hơn tại con mẹ. Dạ. Mất mẹ cho nên là nó nhỏ hơn. Lớn chậm. À, cái này là bị mất mẹ cả nhà 1 tháng rưỡi này nhưng mà bị mất mẹ nè. Rồi, dạ. Ê, bố con tay cho anh mày. Mày. Cho mày ăn bao nhiêu rồi cũng. Ờ, dành ăn kìa. Thôi. Người ta không có mẹ còn dành ăn của người ta nữa. Trời. Nè, đây nè. Con này là ảnh nói là do bị mất mẹ cho nên là yếu hơn á cả nhà cho nên nhỏ hơn. Nè ăn đi. Cho này không ăn lát tới dành hết bây giờ. Nè. Đó, cả nhà đó. Ngày nào anh cũng thả ra đây chơi hết á. Anh nói là ngày nào cũng thả ra đây chơi. Cường mà anh nói là ngày nào anh cũng thả ra đây chơi hết. Mà có thể là tới đây mình tham quan cái chuồng thì cũng ở gần đây luôn. Chỉ có trời mưa ảnh mới dắt vô thôi. Ảnh thì cũng rất là dễ thương, nói chuyện thấy cũng nhiệt tình, cũng nói chung cũng dễ chịu. Một con. Hai rưỡi hả? Một tháng rưỡi á anh. Vậy hả? Nhưng nó anh bắt muốn hả? Cụ đẹp rồi, cụ lông đẹp ghê luôn. Dạ. Anh kêu cái này 1 tháng rưỡi mà bị mất mẹ cho nên là nó lớn chậm. Đẹp ghê á, cái lông của nó đẹp quá. Ủa cái này là bị gì ta? có số nữa nè. Ở trên cái tai của nó có cái số cả nhà, ở trên thì mình thấy. Ủa anh, con này nó bị gì vậy anh? Không, mấy con nó mới nhập về. À, mới nhập về người ta sơn. Cái này là mới nhập về người ta sơn đó cả nhà. Wow. Nhiều lắm cả nhà. Tới đây là chụp hình đã luôn á. Trời, đẹp ghê. Con này à. Này cái lông của nó khá nó xù hơn nè, vậy nó mướt á. Đẹp ghê. Mà đặc biệt là rất là giống như kiểu ảnh nuôi ảnh kiểu ấy á, rất là biết nghe nha cả nhà nha. Ảnh la ảnh gì là nói chung là cũng biết nghe á, nói chung là cũng biết sợ biết nghe. Chỉ có 20.000 là một lần vào tham quan, chỉ có 20.000 một người thôi cả nhà. Mà 20.000 đó mình vào đây mình có thể là chụp hình đồ đó, nói chung nó cũng là mình thấy cái phí nó như vậy mà cũng khá là ok luôn á. Mình vào đây mình chụp được mấy bao nhiêu tấm hình luôn á. À, anh kia ở cửa chụp hình. Chụp con cừu còn muốn thấy con ngựa nữa. Ai à, cái con một con ngựa phía xa kia kìa. Bên đó một con, bên này hai con, đó là có ba con. À, có anh chạy xe lùa một đàn chạy vô. Đó. Ôi, cái con này có vẻ nó mập á ha. Nó cái lông của nó xù, nó mập, nó bự to hơn nè. Trời ơi, ui cái lông của nó đã luôn á. Có cái con này nè. Cái lông của nó cục sao á, mà lông nâu nâu đẹp ghê á. Đúng rồi, con này nè, đó nè. Đó, nâu nâu đó.
Cưỡi cừu. Ở đây là sẽ có để sẵn cái bồn nước nè cả nhà, đó là có ăn xong có thể nó tới uống. Mình hồi nãy là mình có nói là cho ăn cám nhưng mà không phải cả nhà, mình thấy anh cho ăn bắp nha. Tại nãy mình thấy anh cầm anh rải ra mình tưởng là cám nhưng mà không phải, khi mà lúc nãy tới thì là anh cho nó ăn bắp. Ôi, này chắc là bằng 1.5 tháng hồi nãy nè. Ê, ăn được không? Ăn này được không nè? Hello. Ôi cái này giống như cái bụng nó bự bự không? Không biết tại có mấy cỡ bầu không nè, bụng bự bự kìa. Ôi nhìn đẹp ghê luôn á ta, coi kìa. Ủa sao? Có mấy con nó không có lông để mình hỏi ảnh thử là không biết là do nó già nó rụng lông hay là lông nó tơ không biết. Đó. Đẹp ghê. Tinh 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 tinh. Cái con nâu nâu nó cứ ghét ghê luôn á trời, cái chân của nó nâu 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 á. Đẹp ghê, màu nâu, màu dạng màu cà phê sữa cả nhà, với màu trắng pha pha thì rất là đẹp. Ôi cái con 1.5 tháng nó có đi theo ảnh vẫn ghê, tội ghê. Dễ à, mẹ nó mất rồi, nó quen không hả? Quen hay vậy, thấy nó hay đi theo anh quá ha. Đây. Chăm nó hả? Nó tường giống mẹ nó. Nó sát 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 sát. Nó đi theo mà, nãy giờ đi theo mà. Nó có ông nhà mẹ nó. Anh em thấy có mấy con nó bị không có lông là do là nó bị rụng hay sao anh hả? Rụng một trước khi đưa về đi người ta cạo nó. À, là do người ta cạo hoặc là một phần là do nó rụng nữa đúng không anh? Tại em thấy có nhiều con nó không có lâu lắm nó mọc lại. Ồ vậy là ấy là nó trụi là lâu lắm hả? Ví dụ như vậy nè, mấy con này là trên 1 năm rồi nó mọc lại được. Cái này trên 1 năm rồi mới mọc được xíu vậy hả anh? Ôi vậy tính nắng đâu có lông á, ví dụ lông có ra từ từng vầy hết. Dạ. Lông có thêm, lông có đực ra, lông có ra. Trời ơi, này là trên 1 năm. Cái này mình cho nó ăn chủ yếu là cỏ với bắp hả anh? Dạ. Bắp vậy để dụ cho nó. À, là bắp là dụ cho chơi, còn chủ yếu là cho ăn cỏ. Dạ. Thì đây là dạ. Dắt mấy ngựa đó. Ở đây em thấy có 3 con ngựa kìa. Gia đình đó. Một gia đình hả anh? Cái này là mình giống như mình nuôi thêm cho khách người ta tới ta tham quan thôi đúng không? Chụp hình thôi đúng không? Dạ. Bây giờ nó đang bị bệnh hả? Dạ. Mùa mưa tới nó bị lỡ. À. Lỡ mang tai. À. Không có đeo dây cương cho nó được. Cho nó ra ngoài đó. Làm cái đeo lại. Dạ. Ở đó quán cà phê hả? Dạ. Của nhà em luôn đó. Đồ nó nằm nó nhai kìa. Anh nói là ngựa đó là nuôi thêm, đó là một gia đình có 3 con, là một gia đình là để mình tham quan á cả nhà, để mà chụp hình đó. Nhưng mà tại vì đang trong mùa bệnh đó, nó bị bệnh đó, cho nên là cho nó ra ngoài đó, không có cưỡi ngựa được, không có đeo dây cương được, tại vì nó bị lỡ mang tai, cho nên là mình sẽ quay cừu thôi nha. À. Anh cứ lùa bài, anh cứ theo anh chăng, anh lùa bài bài đó, trời ơi dí chạy. Cừu này á mình nghĩ là lâu nó mọc cũng nhanh, nhưng mà không cả nhà ơi, anh nói là nắng quá nó không mọc lông nổi luôn á. Như cái này là nó rụng vậy là lâu lắm, như cái con bên này nè cả nhà, trên 1 năm mà mới mọc ra được có nhiêu lông tơ đây thôi nè, trên 1 năm nha, nó rất là lâu mọc, tại nó là trời nắng á. À, muốn mà mọc được cho bên kia chắc phải mấy năm á. Anh kia đi ra chỗ ngựa hay là mình ra mình quay ngựa không ta? Đi, bây giờ mình đi qua mình quay ngựa cho cả nhà xem sơ đi ha, tại vì nó đang trong cái bị lỡ cái mang tai, không có đeo cái cương á, cho nên là cho nó ở ngoài đó thôi. Đẹp ghê luôn á. Mát mát, gió mát mát mà chụp hình với trời xuất sắc luôn.
Đã quay cừu rồi thì mình thấy ngoài đây có ngựa, bây giờ mình sẽ ra mình quay luôn cho cả nhà xem nha. Và đây là có ba con ngựa là chung một cái gia đình luôn á cả nhà. Đó, ở đây là có một cái đầm, có một cái hồ sen nữa nè. Ra đây chụp hình cũng rất là đẹp, không khí đây mát ghê luôn á. Anh nói là cái này nuôi ngựa giống là để cho mình tham quan mình chụp hình á, mà kiểu bây giờ không có, nó bị lỡ mang tai á, nó bị bệnh á, cho nên là không có đeo cái dây cương được, cho nên là chỉ cột nó vào đây thôi, mình cũng không có cưỡi ngựa được nha, chỉ là tham quan tự chụp hình thôi cả nhà. Hoa đẹp ghê, sen. Đẹp ghê. Anh làm hết hồn. Cái bị cột rồi hay sao á? Anh làm hết hồn tưởng. Dạ rồi. Dạ rồi. Nó quay đi mất đi. Một đây nè, một hai hai một, anh một hai ba, nó không có ngước mặt lên. Thấy con ngựa không? Thấy anh nhưng mà nó không có ngước mặt lên. Được chưa tất cả hồ mất cùng lắm, cùng lắm nhảy xuống sông. Một hai ba. Em dạ thấy con ngựa nhưng mà nó không có ngước cái mặt lên, nó cứ ăn cỏ, kệ nó ngang. Rồi thấy rồi, thấy ngựa rồi. Một hai ba, một hai ba, một một hai ba. Rồi anh, dạ anh coi thấy được chưa? Được rồi. Quân chụp hình mà cũng hồi hộp ghê. Chụp qua con ngựa là nó không đá đâu. Nó không. Rồi đây ngựa nè cả nhà. Trời, cái lông của nó mướt ghê ha. Trên chỗ cái sống lưng của nó có một cái mồm á, và ngựa lông nó mướt ghê. Hiền lắm. Hiền lắm. Nó không đá đâu. Khi nào nó đá thì biết. Ôi trời ơi. Ở đây thì cả nhà thấy nè, đó không khí đây mát mẻ thật sự luôn á cả nhà. Đó núi nè, rồi ở đây có một cánh đồng rất là rộng luôn á, rất là lớn luôn. Wow. Mình khi mà mình vào cổng ở đây là cái điểm mà đập vào mắt mình đầu tiên là bầy cừu, tại vì ở đây cánh đồng nó trống á, mà nguyên một bầy cừu rất là nhiều luôn, 100 mấy chục con nó ở giữa một cái cánh đồng như vậy á, cho nên nhìn rất là đẹp luôn á cả nhà. Tới đây thì mình có thể chụp hình với cừu, với ngựa nè, rồi đầm sen nè. Ôi sen hơi xuống. Ôi có cái sen á, cái búp sen á, quá trời búp sen luôn. Rồi. Thì bây giờ mình sẽ đi vào bầy cừu tiếp nha, tại vì ra ngựa cho chủ ngựa sợ nó đá quá, tại nó cứ nhìn nó sợ. Bây giờ mình sẽ làm tiếp cho bầy cừu để mình quay cho cả nhà cùng xem. Ôi có một con nó đi rồi nè, đi vô. Ôi sao mình đuổi nó không vô ta. Đi vô. Ơ nó chạy qua bên kia rồi, đi vô. Như cả nhà thấy không, hiện tại khách rất là đông luôn. Lúc nãy mình tới là còn vắng nha, bây giờ càng ngày tới càng đông, mà cả nhà đa số là những cái đoàn xe du lịch ở cả nhà, và không những đoàn xe mà những khách mà giống như những bạn mà đi Vũng Tàu rồi ghé ngang qua đó, rất là đông ở đây luôn á. Trời ơi, đông lắm luôn á trời, toàn là xe lớn không à. Đó. Cho nên là cả nhà thấy không, ở đây là thu hút rất, nói chung là có sự thu hút rất là cao, cho nên là nếu mà mình tới đây thì mình nhớ là đến để mà mình chụp hình rồi nha. Trời ơi, đông ghê luôn á trời. Đẹp ha.
Nãy giờ thì mình cũng đã quay giới thiệu cho cả nhà biết về cái đồi cừu suối Nghệ này rồi, thì nếu mà cô chú anh chị hay các bạn nào có thời gian mà đến Bà Rịa Vũng Tàu hoặc là thì mình ghé đến để mà đây mà mình tham quan, mình chụp hình với bầy cừu và nhớ là chọn cái khung giờ thích hợp để mình đi, đừng có đi cái giờ trưa thì nó sẽ hơi nắng nha. Thì bây giờ mình sẽ kết thúc video tại đây, hẹn gặp cả nhà như những video tiếp theo và nhớ nhấn like, share cũng như ủng hộ mình để mình có tinh thần, có động lực để quay những video tiếp theo và những khu du lịch nổi tiếng nè, những nơi những địa điểm du lịch thú vị cho cả nhà cùng xem nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye. Mình đi chăn cừu tiếp đây. Đi vô. Vô đi, vô đi, vô đi, vô đi. Đây. Đi vô. Anh mới đi xin được một miếng bắp. Bây giờ mình sẽ cho nó ăn. Nè. Trả công đã chụp hình nè. Vô hết hồn. Con mẹ nó dành ăn hết hồn. Chưa kịp gì luôn á trời. Ăn đi, trả công chụp hình đó. Nè. Bắp là dụ cho nó ăn thôi cả nhà, còn chủ yếu nó cũng ăn cỏ là làm dụ cho nó chơi với khách rồi thôi à. Cái lông nó đã lắm luôn á trời. Coi thằng Bác Chí có chí không? Coi thằng Bác Chí có chí không? Trời ơi, lông nó mịn lắm luôn á. Thôi. Có chí không ta? Ăn đi, nhìn cái gì? Nè, đây nè, bên đây nè, bên đây nè. Thôi bây giờ bye bye cô chú đi rồi 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 ăn tiếp nha. Bye bye cô chú nha. À, dạ hết rồi. Bye bye cô chú nha. Nhớ ủng hộ cho chị Thảo nha. Đó. Ghét lắm đó, thấy chưa, nó tới rồi đó cô chú, nhớ coi lấy clip thì nhớ đó nhấn like cũng như chia sẻ ủng hộ cho chị Thảo nha. Bye bye. Bye bye cả nhà. Bye bye.